Ngon chưa các bạn? Hấp dẫn không? Có bài đấy, nó đang là ai đang các siêu thị đang giải cứu về làng đấy. Cam này mà có 10.000 một ký đây các bạn, 9.000 một ký chứ. Bây giờ là hai vợ chồng rửa cam mua một bì 10 ký, nắng nóng này uống nước cam cho đây rửa cho thật sạch đi các bạn. Trời ơi ngon, 10.000, 9.000, 9.000 một ký cam này các bạn. Cam sành nhiều nước lắm đấy, cam nó rẻ. Chỗ trái nó ngon, nó to này. Bì trái cây thì nó làm thế chứ. Hai vợ chồng rửa cam đây, mua cam đây. Bữa nay trái cây rẻ lắm các bạn, trái cây gì cũng rẻ hết á, xoài, cam. Rửa đi xong rồi. Một nước nữa thì bắt đầu ngâm. Rửa nước này xong ngâm anh cho nó sạch. Không, một xíu thôi. Không, cứ phải rửa nước nữa cho nó sạch sẽ. Nước này là tráng qua hàng nước. Chưa rửa, phải rửa từng trái một đấy anh. Mình để cho khô ráo này cho nó. Đấy, một rổ cam. Rồi, đổ cái nước này đi. Cho làm rửa nước nữa cho nó sạch sẽ. Vẫn còn cuống tươi lắm. Mới hái. Cuống nó vẫn xanh này. Đúng là mình uống vừa được cho mình, vừa ủng hộ cho đồng bào trồng cây ăn trái. Trong lúc giá cả rẻ như này thì mình làm vườn mình biết vất vả lắm mới được trái cam này đấy chứ. Mà nó xấu xí không xuất khẩu được. Thôi, rẻ thế này nữa. Không rửa nữa à anh? Rửa từng trái một chứ. Đến lúc mình vắt nước thì cái vỏ này nó không bị gì. Trái này ngon này. Trái này ngon. Nó ngọt thêm chua, nó cũng phải chua chua. Cũng chua chua là chắc. Bây giờ mình bỏ ra hai bình cá xay hôm nọ đấy các bạn, cá xay lẫn thịt này. Bây giờ đi ra hái lá lốt ra để cuốn để chiên các bạn. Trưa hôm nay sẽ làm món lá lốt chiên chả cá, chả cá chiên lá lốt. Vừa lấy tủ lạnh ra đấy các bạn, cho nó giã đông đã. Bây giờ mình đi hái lá lốt đây, mang rổ đi hái lá lốt. Hái rau gì nhỉ? Hái rau cải luộc. Hôm nay luộc rau cải. Và hái lá lốt chiên chả cá. Chả cá chiên lá lốt. Không có cái lò nướng để nướng nhỉ. Chạy quanh vườn. Đấy, bên trên là cây hoa đây các bạn này. Bên dưới là lá lốt đây. Đấy, nó mọc bên dưới. Đấy. Khoai nè, lá lốt nè. Cái lá lốt hôm nọ là mình đã nấu một bữa là nấu om chuối hết đấy. Hôm nay đến lượt là nấu chả cá, chiên chả cá chứ. Các bạn thấy trồng lá lốt nó rất là tiện lợi, dùng được vào bao nhiêu là món ăn trong gia đình, rất là bổ nữa. Thì lác đác rồi nó mưa xuống nó mới mọc nhiều. Mưa xuống mọc mới nhiều.
Chưa mưa là chưa mọc mấy. Và bây giờ mình nhổ rau cải nữa các bạn, nhổ rau cải ngọt vào luộc. Những cây múc mồm mộp luôn. Nắng lắm nhưng mà cũng nhổ. Ôi, được rồi các bạn ạ. Một ôm rau cải rồi. Đấy, chỉ một loáng thôi là đã có một rổ rau cải và lá lốt rồi các bạn. Ra vườn một loáng là có hai món rau. Rau cải và lá lốt. Là trưa hôm nay được. Hôm nay có ba món. Rửa lá lốt trước các bạn. Ra vườn cứ loáng một cái là có rau nhà mình trồng, rau sạch lên là nó ngon với các bạn. Bây giờ rửa lá lốt đã. Chừng này lá luôn. Hôm nọ hái om chuối hết rồi, bây giờ còn chừng này. Có chừng nào ta gói chừng đó các bạn. Lá lốt được từng này. Xếp vào đây. Đây mình thái bao nhiêu rau cho con gà các bạn ạ, thái nhỏ ra. Con gà như nó chưa quen ăn rau mấy nên mình cho rau nó man à. Cho nó cơm thì nó ăn ghê lắm. Thái hết rau cho gà các bạn, thái nhỏ ra để trộn với cơm. Tập cho nó ăn các bạn. Tại vì mình không thấy nó ăn rau mấy. Đấy, cứ rau vườn nhà ra hái người ăn, gà ăn. Rồi, thái rau cho gà đã. Cho vào đây để mang ra trộn cho nó. Hôm qua cho đầy một cái này. Lúc mình cho các bạn thấy đấy. Bây giờ mà còn được từng này thôi. Bây giờ mình trộn rau vào cái cơm này. Cho vào đây trộn các bạn. Thảo đều đấy, xem nó ăn không. Trộn này. Để đây xem ăn không. Đấy. Ăn không. Ăn dữ lắm. Đấy. Ăn dữ lắm. Thấy không. Lần lượt từng con ăn một. Con kia nó không, chưa được thò ra ăn. Thế mà hôm qua cái rau kia nó không ăn. Rau này ăn. Rau này rau cải ngọt các bạn ạ, rau cải ngọt nên là nó ngọt nên nó ăn hay sao á. Gà mà nó cũng kén ăn vậy chứ. Ăn đã luôn. Khiếp không? Đấy, con kia thò ra ăn rồi. Hai con cùng ăn rồi. Cóc. Con nhỏ thò bên trên, con lớn thò bên dưới. Tranh nhau ăn rồi. Nó ăn những cái miếng khiếp không? Này phải trồng rau cho gà nữa thôi các bạn. Một công đôi việc, người ăn. Rau luộc nên thái dài dài các bạn, 5-6 cm. Thank you.
những cái cá đây này. Lần trước cá xay mình để ra bì ấy các bạn. Bây giờ bỏ hết vào chảo này. Đó. Hai bì luôn. Hai bì là sẽ vào là 6 lạng cá đấy các bạn. Mỗi bì 3 lạng, 3 4 lạng luôn đấy. U bì này to phải 4 lạng cá luôn các bạn ơi, nhiều quá. Chắc là bẻ đến nửa bì là thôi không nhiều quá, không ăn hết đâu các bạn. Còn để lại nửa bì này đi. Để cất vào tủ lạnh đi. Chứ không ăn hết nổi đâu. Lần trước những cái chả cá này mình đã trộn rồi các bạn ơi. Trộn rồi nên là cũng thơm các gia vị hành tỏi rồi. Nhưng hôm nay mình cho thêm một ít lá lốt vào đó. Cho thơm mùi lá lốt nữa các bạn. Đều vào tay này trộn cho nó dễ các bạn. Lấy cái dây thun cột bên trên vào cho chắc. Có chạy đi chạy lại đấy các bạn. Đó. Cột bên trên này, đó chắc rồi. Rồi bây giờ mình trộn cái chả cá này. Lấy trong tủ lạnh ra lên nó cứng đấy các bạn. Bẻ ra thôi, nó nhanh. Chủ yếu trộn cho nó vừa cái gì nhỉ, cái lá lốt này này. À mấy giờ không biết, phải cắm cơm nữa. Mãi làm chả cá, mãi nấu canh thì không có cơm. Mấy giờ rồi anh? Ồ, anh cắm cơm đấy. Này cũng mãi loay hoay nấu này lại không cắm cơm. Lạnh tê tay. Trộn, em trộn thêm lá lốt này này. Xin chào các bạn. Thường là các bạn nghe đến những cái món như là bò cuốn lá lốt hoặc là thịt heo cuốn lá lốt. Chủ yếu là bò cuốn lá lốt đúng không? Hôm nay á, các bạn vào bếp cùng mình sẽ làm món chả cá cuốn lá lốt. Lần đầu tiên là món chả cá cuốn lá lốt, không biết là có ngon không. Bây giờ nguyên liệu là mình có cá xay. Cá xay đây các bạn này mình để trong tủ lạnh rồi. Và cái thứ hai đó là lá lốt. Cái chả cá mình xay lẫn thịt các bạn, thịt heo á. Từ lần trước mình làm một video là mình đi xay chả cá đó. Cho đủ hành, tỏi, các muối trong này rồi, gia vị trong này rồi. Thì hôm nay mình lấy ra, mình hái lá lốt vào để mình sẽ làm cái món chả cá cuốn lá lốt để xem là ăn có ngon không, chiên lên ăn xem ngon. Thì chả cá lúc nãy mình đã trộn lá lốt rồi, mình băm nhỏ một ít lá lốt mình trộn vào đây rồi các bạn này. Bây giờ mình chỉ việc cuốn và chiên nữa thôi. Bây giờ mình cuốn lá lốt các bạn nhé. Cuốn chả cá. Bây giờ thì ta cứ cuốn từng lá một thôi. Lá lốt thì đầu mùa cho nên là nó chưa to lắm, cho nên lá to lá nhỏ. Nhưng mà mình cứ to thì cuốn to, lá to cuốn to, lá nhỏ cuốn nhỏ. Không đồng đều nhưng mà thôi ăn được là được rồi. Đây mình cứ lấy từng nắm như này các bạn. Như này. Đấy, chả cá bây giờ cũng tan ra hết rồi các bạn ạ. Lẫn lá lốt đây rồi. Mình đặt vào cái lá lốt này. Cuốn vào. Của nhà mình có nhiều nên mình làm to to một chút các bạn. Đấy, cứ cuốn này. Mình không cuốn tròn, mình làm bẹp bẹp như thế này để cho chiên nó nhanh các bạn, nhanh chín ấy. Lấy cái đĩa ra để vào. Lần đầu tiên làm món này đây, không biết là ngon không đây. Nhưng mình tin là ngon bởi vì lá lốt nó thơm. Cá xay thì có cả thịt cả cá rồi. Chắc là ngon thôi. Các bạn, đơn giản, cái gì cũng thế thôi, mình làm đơn giản thôi. Không cần cầu kỳ lắm đâu. Cứ như vậy thôi các bạn ạ. Được một dĩa rồi đây các bạn này. Một dĩa như thế này rồi. Cá xay cuốn lá lốt đây rồi các bạn này.
cho dầu ăn để chiên nên mình cho hơi nhiều một chút. Cái chảo mà nó bằng ấy thì chiên được nhiều hơn các bạn. Thôi mình có cái chảo này. Chiên được 3 phút rồi mình lật lên chân sao cho chín đều hai mặt các bạn ạ. Cho cái miếng chả lá lốt của mình, chả cá lá lốt của mình được chín đều hai mặt. Đấy các bạn ạ, tôi xay cá để sẵn trong tủ lạnh nha các bạn. Thì chúng ta sẽ nấu được rất nhiều các món ăn. Thì hôm giờ nhà mình là nấu được mấy món rồi. Hôm nay mình làm chả lá lốt đấy các bạn, chả cá lá lốt. Còn mọi hôm là cho vào nấu canh chua này, chiên này, chiên vậy ạ, chiên chả cá, chiên chả cá thành phên này. Hôm nay là chả cá lá lốt này. Cái rau nhà hái luộc luộc ăn thoải mái. Rồi cái phong rau luộc của mình nó xanh vì như thế này các bạn này. Đấy, thích không? Rau cải ngọt luộc. Và bây giờ mình thấy cái mặt này nó hơi chân xém rồi. Cái lá của nó cái chân xém rồi là chín rồi đấy các bạn. Mình vặn lửa vừa thôi các bạn nhé. Đây này, như này là chín rồi đấy. Mình cho ra dĩa thôi các bạn ơi. Mình phải chiên hai mẻ mới hết các bạn ạ. Đấy, mẻ đầu tiên là được chừng này rồi các bạn ạ. Chiên mẻ tiếp theo. Và đây mình còn làm như này nữa các bạn. Thử như này xem đẹp không, xem ngon không. Đấy, thử như này. Cho vào chiên. Đặt vào đây. Thử đủ kiểu. Xem mình đặt chả cá lên cái lá lốt đấy các bạn. Rồi, cho vào đây. Chẳng đẹp hơn. Cũng có cái đẹp của nó các bạn. Hay á. Đấy, là mẻ thứ hai. Rau cải được. Rau cải ngọt được rồi các bạn ạ. Vớt cái đĩa thôi. Thơm lừng tổ quốc các bạn ơi. Ồ, chả cá làm như thế này cũng ngon lắm các bạn. Đấy, bên dưới mình đặt chả cá bên trên. Bên dưới là lá lốt. Chiên như thế này cũng hay lắm các bạn. Đó, mình chiên như thế này. Mình làm thử hai cái như thế này, đẹp vừa hay. Nhá, có 3 miếng thì đẹp, nhưng lần đầu tiên làm nên nên là còn sợ các bạn, sợ không biết có được hay không. Nhưng mà hay. Xong một đĩa chả cá quấn lá lốt rồi các bạn. Chả cá này ăn nóng ngon lắm các bạn. Trời ơi, bây giờ thưởng thức các bạn nhé. Lấy một miếng chả cá thưởng thức nhé. Mời cả nhà ăn chả cá quấn lá lốt với mình. Buổi trưa hôm nay nhà mình sẽ rất ngon với món này đây các bạn, vì thơm hấp dẫn lắm. Mình sẽ ăn thử cho các bạn coi nhé. Đầy miếng chả cá đây các bạn. Mình chiên đấy, mình đừng có chiên quá này các bạn nhé. Chiên vừa để chín tới thôi, chứ không nó cháy quá không ngon. Mình tin rằng cái lá lốt, chả cá cuốn lá lốt này này, các bạn nướng lên, cho vào lò nướng nướng sẽ ngon hơn là chiên này đấy các bạn. Đấy, bây giờ mình ăn thử xem sao nhé. Mời cả nhà ăn cùng mình. Chả cá nó trắng trắng như này các bạn, bên trong trắng trắng như này các bạn này. Ngon lắm. Thơm dễ ăn các bạn ạ. Ăn nóng nó ngon lắm các bạn ạ.
Ôi chả cá cuốn lá lốt ăn nóng nóng ngon lắm các bạn. Thật sự các bạn thử làm coi nhé, thơm ngon lắm. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món chả cá cuốn lá lốt. Bạn nào xem video thấy hay và có ích thì các bạn bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình, giúp bà xã Yêu Châu các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Quay ấy, như vậy là chả cá lá lốt đã lên mâm. Chả cá lá lốt ngon chưa các bạn, hấp dẫn không?